đối với iPhone thì các bạn dạo. Xin chào các bạn, tôi là bạn đồng hành của bạn đây. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tải Zoom về và cài đặt trong điện thoại. Đầu tiên, đối với điện thoại Android thì các bạn vào CH Play. Đối với iPhone thì các bạn vào App Store các bạn nha. Điện thoại của mình là điện thoại Android, cho nên mình sẽ vào CH Play. Các bạn Samsung thấy được CH Play Android chưa? Thấy rồi, bây giờ các bạn hãy bấm chọn vào đó. Vào CH Play, các bạn search chữ tìm kiếm là Zoom. Nó sẽ hiện ra rất là nhiều các loại hình Zoom. Và các bạn lưu ý là các bạn chọn chữ Zoom Cloud Meetings. Các bạn đã tìm thấy được chữ Zoom Cloud Meetings chưa? Rồi ở đây mình đã thấy rồi, mình khoanh tròn đỏ á các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm chọn vào biểu tượng đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào chỗ cài đặt. Nó sẽ tải về và tự động cài đặt cho mình. Mình chỉ cười tươi và chờ đợi thôi. Sắp xong rồi đó các bạn. Đang cài đặt kìa, các bạn thấy không? Ứng dụng này nó cũng có lâu rồi, nhưng mà nó chỉ mới phát triển mạnh mẽ trong cái dịch Covid thôi. Và người sáng lập ra nó là một người Mỹ gốc Trung Quốc, hiện tại bây giờ đã trở thành một trong những tỷ phú thế giới. Nhanh và mạnh mẽ là những gì mà mình có thể định nghĩa về cái ứng dụng này các bạn ha. Bây giờ các bạn bấm vào chữ mở. Như vậy là các bạn đã cài đặt xong rồi các bạn ha. Bây giờ các bạn trở ra màn hình. Sau khi thoát ra ngoài thì các bạn thấy là điện thoại của bạn đã có cái biểu tượng Zoom rồi các bạn ha. Các bạn click vào đó. Nếu như bạn chỉ là học sinh thôi, bạn cái việc tải Zoom về đối với bạn chỉ đơn giản là để học online thôi, thì các bạn chỉ cần quan tâm tới cái chỗ tham gia cuộc họp là được. Các bạn cũng không cần quan tâm tới cái đăng ký và đăng nhập để làm gì. Khi các bạn đã cài đặt Zoom xong rồi, khi nào mà có lịch học á thì chính cái giáo viên của bạn hoặc là người hỗ trợ giáo viên dạy cho bạn sẽ gửi vào Zalo hoặc là email của bạn cái đường link tham gia cuộc họp qua Zoom. Nếu mà giáo viên mà không gửi đường link á thì giáo viên cũng sẽ gửi cái địa chỉ lớp học và cái mật khẩu để các bạn đăng nhập vào học các bạn ha. Rồi như vậy là các bạn đã cài đặt và đăng ký xong rồi, giờ mình cứ chờ chừng nào tới lịch học là mình học thôi. Khi đến lịch học của bạn á, thì hoặc là Zoom sẽ tự nhắc các bạn theo thời khóa biểu, hoặc là giáo viên dạy lớp của bạn á, họ sẽ gửi cái link cho vào Zalo, vào Facebook hoặc là email của bạn tùy theo cái sự thỏa thuận ban đầu. Đa số là bây giờ là thường là người ta sẽ gửi vào Zalo. Ví dụ ở đây là mình mở sẵn Zalo nè. Bạn nhìn thấy à, đằng sau cái chữ này nè, đằng sau cái chữ Join Zoom Meeting thì nó có một cái link trang web đó các bạn. Bạn bấm vô đó bạn ha. Rồi nó kêu bạn chọn để mở. Thì bạn chọn bên này. Sau đó nó hỏi bạn tiếp là bây giờ bạn sẽ mở tiếp bằng cái gì. Thì bạn chọn là mở tiếp bằng Zoom. Bạn nhập mà họ tên của bạn. Bạn lưu ý là bạn nhập đúng cái tên theo danh sách lớp của mình á, để giáo viên họ nhìn vô họ biết à đây là học sinh của lớp họ, họ mời bạn vô. Bạn nhập mà bạn nhập tên thần tượng của bạn, hoặc là bạn nhập tên ở nhà nickname gì đó của bạn vô, nhìn giáo viên nhìn á ta không biết bạn là ai hết, người ta đâu có mời bạn vô phòng học được đâu. Nhớ là phải nhập đúng cái tên theo danh sách lớp của mình. Sau khi nhập đúng tên xong, các bạn bấm vào OK. Như vậy là xong rồi, bạn chỉ chờ kết nối với giáo viên của bạn và bạn bắt đầu học thôi ha. À, ở đây mình nói luôn, các bạn nhìn thấy cái loa ở dưới cùng này chưa? Ở dưới cùng bên góc bên tay trái, bạn bấm vào đó để kết nối âm thanh để nghe được thầy cô giảng bài các bạn ha. Điện thoại của các bạn nó hay bị khóa ở chỗ này nè. Bạn lưu ý, ở đây nó có cái dòng thông báo này, bạn thấy không? Nó nói là bạn sẽ sử dụng âm thanh bằng wifi hoặc là dữ liệu di động nè.
Bạn nhớ là bạn bấm vào đây để bạn kết nối âm thanh, để bạn nghe giáo viên của bạn giảng bài, hoặc là để nghe ai đó trao đổi với bạn thông qua Zoom. Bạn bấm tiếp vào cái chữ cho phép. Như vậy là bạn học được rồi nhé.